Thằn lằn quỷ gai có tên khoa học là Molos horridus. Đây là một loài thằn lằn ở Úc, còn được gọi là thằn lằn gai hay rồng gai. Đây là loài duy nhất của Chimolos. Chúng là loài giỏi ngụy trang trên sa mạc, tùy theo địa hình mà màu sắc da thay đổi theo. Đặc điểm dễ nhận biết của chúng là cơ thể đầy gai góc và một cái đầu giả ở phía cổ trên. Đầu giả này nhằm đánh lạc hướng những kẻ săn mồi. Con cái có kích thước lớn hơn con đực. Chính nhờ cấu trúc gai góc của nó nên nó có thể thích nghi trên sa mạc rất tốt, hút nước từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Phần nước hiếm hoi hấp thụ được trên sa mạc sẽ chuyển xuống miệng của chúng. Rồng gai còn có biệt tài cuộn người, miệng cắn được đuôi. Thân hình nó có thể phát triển dài đến 15 cm. Nó tự chôn mình trong cát để bảo vệ mình khỏi cái nóng. Một trong những thức ăn yêu thích của rồng gai là kiến.